mỏi quá, 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi. Ngủ luôn. Mà ngủ luôn. Ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về. Em mới tức. Em tức tụi mình. Mày làm gì sao cái kiểu vậy á? Đối thoại với chính mình. Dạ đó. Dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không? Mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế. Trong lòng như thế, sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn, thăng em tới ngủ sáng. Luôn. Dạ, rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói, tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè. Tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi. Mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á. Mộng ghen. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản. Về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà ở đâu, vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Okay. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nha. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào? Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là anh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Chị, em quay qua anh nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi. Đúp này á trai đẹp nhiều lắm. Trời cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á nghe là răng răng em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. Người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi mọi người thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chích chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Thả hết. Dạ, em rồi nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, anh có anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương. Em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị. Em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể. Một cái lần up lúc cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á, thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy lôi trái tim. Lôi kéo đối tượng. Dạ. Đó lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không, thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ. Tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói
khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ga. Nhưng mà bỏ ga cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái lòng em á, là em nghĩ là thì lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ dạ. Nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn, phải đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ dạ, nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế sao không làm gì tôi đi trời, xong giấc ngủ là thăng luôn tới sáng. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường hết đi về tới nhà đâu. Đưa tới nửa đường ổng quay đầu vậy? Xe ổng bay về luôn rồi. Ông xa quá em rồi. Em nói thôi về giờ nhà em có việc, thôi anh về trước, thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á, em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi, đúng mẫu người mình rồi. Rồi lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy dạ. Đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Có gì dài thời gian quá dạ. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách, bạn cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Chị em không công dạ, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi, sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ. Xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hờn. Dạ. Ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à. Người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi. Em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu, anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ, nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn nghi ngờ 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà. Có nhiều cái ghe lắm, mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó.
thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ đúng rồi, vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc là bắt đầu em bị tù cảm xúc, về hụt hở luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy, mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải đặc biệt với mình rồi đó, mình phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% có nghĩa là gì nữa? Nè bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ cái phần gì biết không? Bốc phốt nè. Bốc phốt. Bốc phốt đang bị gặp mặt đó sao xem có thật xấu gì không? Xem thú vị lắm nè. Thật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa, mà vợ em thì hay bừa bộn á, em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ không mà chút đi để từ chút từ đi. Từ từ đó. Mà từ từ là không có làm, mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm. Còn gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm. Như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Giảm tương tác á. Hình em đăng thì á dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc 100+ đúng dạ, không? Dạ dạ, cũng tạm vậy. Còn 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia 6 múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách xả lai là luôn. Ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịnh cái tay vô tường cũng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, sinh tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lèm bèm á, bị bệnh lèm bèm á. Dạ có cái tật đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra, ổng được ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Ủa tính dạ thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái clip qua ông anh rồi chuẩn bị chạy ngược chạy vòng cái nhà, mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi mộng ghen. Cái này ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là 2 ngày
là ơi. Đi ngang nhau là hay hát cái bài Mình Bước Qua Đời Nhau á anh. Hát cái bài gì đó. Đó rồi. Nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ, chừng nào mơ mới bệnh nó mất. Mà có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Dạ, dạ. Nhưng mà dạ. Ông ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Không có nhớ. Không? Có, ngủ nằm kế em mà kêu. Này, mà kêu tên con nào á em mới giật đầu rồi vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi. Ừ. Không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lèm bèm. Thì đó cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lèm bèm đi đúng không? Em thì em cũng mong là trên chương trình này anh bớt anh lẩm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai. Giờ anh mà lẩm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em muốn vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực. Với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Ừ. Chứ bình thường ăn cơm cũng tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nó. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nó. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai mà giống như là một con ở gì đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi lấy về á là nó bị lật kèo. Nó bị lật ngược thế cờ dạ, dạ. Đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Ừ. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, yeah đẹp. Yeah, đẹp, đẹp, yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Chân chó. À, chân nhưng chó. Mà chó. À. Nhưng mà trời ơi. Đẹp quá. Đẹp. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. À. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. À. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. À. Hả? Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mời em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em à, em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very đẹp. Beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, đẹp, yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như gặp chưa Như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So
If her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu, nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn, đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. À, mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Nó ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Vậy bởi ảnh mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fallen in love, her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó chân chó, ai chân chó, nhưng mà chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá, yeah. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chân chó rồi đó. Yeah. I'm more curious about her, and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó, không quan tâm. Cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái. Vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc. Không có muốn mà phải... Là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống. Những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích. Nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you lay like farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, em sợ a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa. Anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi. Bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ đúng rồi. Cái mới ngưng nói chuyện đâu khoảng
một tuần. Ảnh mới nói thôi thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói ờ thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới chính thức tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay chăn Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói? Nói what's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chip seal. Chip seal. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking. I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ, với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống mình. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn
xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi, là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khổ quá. Khổ quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. Năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd á cô. Giống bd á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn cái Grab người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like you disrespectful, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quý. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua one hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt
cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do, it. You like you. You do something like that. No. Cô đùa trước rồi đi mà. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi gốc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa. Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng á tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình vợ chồng son. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh yeah. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Nhớ mà em trong phòng đông người lắm. Bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì anh nói là bên kia thì đông người quá, qua tâm sự gì nữa chút rồi em về. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào Văn Hiền. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin mời đôi vợ chồng dễ thương giới thiệu về mình. Dạ, em tên thiệt là Dương Ngọc Thái, đang là, cũng là ca sĩ. Năm nay ông nhiêu tuổi? Thái sinh năm 77. 77? Dạ. Trời ơi, thấy hơn tuổi em luôn á hả? Hơn tuổi đó. Trời ơi, chú Hẹo có kêu tôi bằng anh không vậy đó. Bữa nay mới biết đó, Thái ơi, anh nhỏ hơn em 2 tuổi. Rồi kế bên. Dạ, còn em tên là Phạm Hoàng Quỳnh Vi ạ. Năm nay em 31 tuổi ạ. Vi nhỏ hơn 12 tuổi vậy. Đúng con giáp đó. Đúng vậy. Đây, rắn lớn này rắn nhỏ. Hồi trước thì đi hát, còn bây giờ thì là em làm bên nhà phân phối của công ty mỹ phẩm Hàn Quốc ạ. Rồi bây giờ hai bạn hãy cho chương trình biết là hai bạn, cái tình cảm của hai bạn bắt đầu nó như thế nào? Gặp nhau lần đầu tiên nó ấn tượng ra như thế nào? Dạ đó đi. Tại vì nói chung là em với anh Thái tất nhiên là làm ca sĩ thì quen nhau trong môi trường ca sĩ rồi. Thì lúc đó là nhóm em là trong nhóm Honey. Dạ, trong nhóm Honey là bốn cô gái rất là dễ thương. Thuận biết mà. Cô nào cũng đẹp hết. Đúng rồi. Sau đó là một hôm đang đi thu ở phòng thu của anh Phú, đang thu tự nhiên nghe điện thoại, móc điện thoại ra. Alo, em trưởng nhóm Honey ạ. Xong rồi cái là anh, hello chào em, anh là ca sĩ Dương Ngọc Thái. Anh muốn mời nhóm em đi hát cho anh tiệc mừng thọ của ông bác anh 80 tuổi, 90 tuổi. Tiệc mừng thọ. Cái mình nói, dạ, ok thôi, tiệc nào cũng nhận hết á. Dạ. Ủa mà khi nào vậy anh, để em biết, em ghi cái check lịch lại rồi để em. Em ơi tháng 7 em mà chưa có tới tháng tư tới Tết, chưa tới Noel luôn á. Bảy là sao? Tháng 11 á. Bút trước hơn nửa năm. Nửa năm. Cái hơn nửa năm luôn. Em nói anh ơi không mấy chứ chắc lúc đó nhóm em rã quá à. Chứ không biết còn hát hay không chứ anh nghĩ sao. Cái đó là anh mời nhóm em mà anh mời. Cái đó là vậy? cái cớ rồi. Hồi xưa thì Thái biết Vi là lâu rồi, em biết Vi lâu rồi. Trong nhóm là người đẹp nhất trong nhóm nên là để ý rồi, và mình cũng ngại lời mà cô gái cũng ngại nữa. Bây giờ mình dùng cái lời nói mình không biết nói sao. Mình bắt đầu có cái show thiệt, cái show mừng thọ của ông bác tháng 7 năm sau rồi. Biết sao mà mời mừng thọ mà cái nhóm này là cái nhóm hát mà tôi nhớ là nhóm này là nhóm hát mà nhảy cũng như là nhóm trẻ trung năng động đó. Đúng rồi. Dạ, mà nhóm hát em là nói chung là lúc nào là cũng là tươi trẻ hết á.
Nhưng mà tới tháng 7 năm sau. Tháng 7 luôn á chị. Em ngồi em đợi mà em hên quá, cũng sao mà cũng gần tới tháng đó. Mà tới cái ngày đó mới vui. Anh gọi lại cho em, anh check cái giá. Rồi anh nói là bây giờ là em hát như vậy thì là bao nhiêu tiền. Em nghĩ trong đầu em là kệ nó đại, em cũng làm giá đi. Bây giờ nói chung là 10 triệu anh hát không? Xong rồi cái anh ấy ok em, 10 triệu luôn. Trời ơi, em lần đầu tiên mà nhóm mà được giữ dễ sợ vậy. Em mới cúp máy em nói ok, anh đợi em chút nha, để em check lại nhóm em coi đúng đó ngày đó ok chưa. Cúp xuống cái mừng quá. Hiểu tham, hiểu tham. Nếu mà 10 triệu đồng ý liền, đồng ý liền chứ bao giờ mà chết mẹ bị hố, bị hố. Em nói là trời, chắc ông này ông ăn mười mấy triệu rồi. Cái nhóm mày ngu quá, gọi lại đi. Gọi lại mày nói là bây giờ là cho em thêm 2 triệu tiền xe. Gọi điện lại. Đó, gọi liền, nhóm trưởng mà. Alo, anh ơi, cho em thêm 2 triệu được không? Thôi dẹp luôn, khỏi kêu nhóm khác. Là ai nói dẹp luôn hả? Dẹp luôn, khỏi vậy. Tại vì em kêu giùm thôi. Trời ơi, thì em nói là anh kêu vô nhóm là kêu giùm thôi. Em báo bao nhiêu cứ báo. Thì báo thì 10 triệu nó ok, 10 triệu thì ok. Thì rồi thì mình báo lại người ta 10 triệu. Lúc đó thì bực bội rồi. Thì anh kêu giùm đi, ăn uống ở trong này. Cái em mới bịt lại, em mới nói là thấy chưa, nói rồi. Thôi để nói lại 10 triệu mẹ cho rồi. Thôi 10 triệu cũng được. Em nói rồi chốt ngày hôm đó nha. Xong rồi tới ngày hôm đó là anh không có cho em đi xe 50 chỗ với đoàn. Anh nói nè, con gái nhóm không có được đi chung với lại mấy cái anh đoàn kia nghe không. Đi chung với anh nè, anh có xe lớn lắm. Chở 4 đứa luôn. 7 chỗ lận. Mình lên xe ngồi nói chuyện. Cái em mới nói sao vậy, em đi xe đoàn quen rồi, trời nhóm em cái gì đâu đấy. Thôi đi chung với lại anh đi nè, cho nó vui ha. Cái là lúc mà tới, tự nhiên cái em thấy hai nhỏ bạn em, mấy nhỏ bạn của em ngồi đằng sau hết rồi. Còn có mình em mà, em nói ủa vậy em ngồi đâu? Thì ngồi với anh. Cái em đợi nói ghét rồi, nói ông này có ý đồ rồi. Mày cái là lúc mà trên xe là mỗi lần mà tới đi toilet hay là ăn uống là anh khều phải không? Anh khều. Khều. Em ơi, đi toilet không? Không có đi. Luôn vậy ngủ. Em ơi, có ăn không nguyên đám chứ ăn. Em đói bụng. Không có ăn uống gì hết á, đi xuống con sóc trăng đi là sợ nói vậy. Sao cái lần đi diễn đó là em có cua dính được không? Diễn xong thì em cứ về khách sạn xong mới mời đi tối đi rủ đi ăn. Xong rồi cái ổng mới lên tới phòng luôn. Cốc cốc cốc. Em ơi, nhóm ơi, đi ăn một. Đi ăn. Có trong phòng không em? Im hết không có cho nói chuyện. Cái là lát nữa là khóa máy luôn. Em có để cho biết luôn. Xong rồi cái là sang hôm sau thì em thấy một cái tin nhắn dài 16m50. Em thấy cái gì? Anh rất là buồn luôn á. Chứ bao giờ mà anh cứ gặp một cái tình trạng mà anh thích có một người á, mà cái người đó lại không có đáp lại cái tình cảm của vô anh. Vô tình, đó, lạnh lùng. Rồi sau đó có sau đi chung là... xe về không? Không, lúc đó anh đi Úc. Sáng em về chưa? Em sáng hôm sau đi Úc. Anh nói là tại vì anh nói là hôm qua anh muốn mời em đi ăn là tại vì mai anh phải đi Úc nên là anh muốn mời em đi ăn để mà nói chuyện. Chị thấy bắt đầu làm thấy khó quá, cô bé này chắc không được rồi. Nên là vắng 4-5 tháng luôn, em không gọi luôn. Xong thêm mấy tháng sau từ vô tình là người đang ngủ thấy một tin nhắn tít tít mất rồi. 9:30 sáng. 9:30 sáng. Em nè, Vi nè, anh nhớ không? Thôi rồi, này, tôi cãi à. Anh khỏe không? Anh khỏe không? Anh khỏe không? Không? Vậy thôi. Rồi bây giờ phải hỏi lại là tại sao lại nhắn tin cho ông Thái? Thì nói chung là lúc đó thì em cũng buồn. Nói chung là trong công việc nó cũng không giống lúc đó em là đang rã rồi. Cái lại lúc đó em nghĩ tiếc tiếc cái gì? Chắc vậy. Cái em mới gì nè, để cho bảo là cái xẹt. À đúng rồi, anh Thái. Thử coi. Không biết anh đang rảnh không? Cậy, nhắn đại đi. Nói anh rảnh không, uống cà phê không, rảnh gì đó. Trời nhắn liền, gọi liền. Em hả? Tối nay trời lâu quá trời luôn mới gặp em á. Tối nay nha, tối nay anh rảnh. Làm gì đâu. Mời em đi ăn. Đó, nghe cái từ mời đi ăn rồi người ta sửa soạn như công chúa luôn. Lên xe hỏi: anh dẫn em đi ăn ở đâu? Em muốn ăn đâu? Em à, trời sao không được hết á. Em đơn giản lắm. Anh ăn cái gì em ăn cái đó. Mà em bận đồ đẹp nha anh. Anh cũng phải suy nghĩ được. Nghĩ sao anh cho em qua ốc sáu nở. Trời đất ơi, thì em hận. Bà nghĩ là mình chắc dẫn đi nhà hàng đi đâu. Thật lòng thôi, mình thật lòng. Nhìn đủ cái bộ đồ của người ta rồi nói chuyện. Chẳng lẽ em bận sô rê mà em bận cái đầm cũng dài cứ kiểu công chúa em đi. Mà nó lết mấy người ăn ốc người ta ngồi. Ê, kêu mấy nãy ra quét giùm mấy đám ốc đi coi. Thì cái mấy nhục dễ sợ luôn. Anh không có nghĩ một cái gì cho mình. Mình nói nghĩ phụ nữ ăn thích ăn ốc mà đúng không? Cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó là cua tới tắp luôn chị ơi. Như ông nghĩ bật đèn xanh hay sao á.
ông bật tấn công em không chịu luôn. Nổi luôn cái gì đâu mà trời ơi em ơi anh rất là vui luôn á, trời anh con tim anh nó lần đầu tiên mà nó nhịp đập lại mấy nay anh chết đi luôn á. Rồi sao rồi có khi nào dụ em? Trời ơi, anh nghĩ có không? Đi diễn tỉnh có chở theo không? Đây, xong đó là em có show ở dưới Cần Thơ hay đâu, còn ảnh là ở Cà Mau. Thì là hôm đó là em nói anh ơi không mấy anh có diễn show tỉnh không? Tại hôm đó em cũng diễn show tỉnh. Cái nói, anh có Cà Mau, em đâu, em Cần Thơ vậy thôi cho đi ké nha. Thì là nói chung là nhóm em diễn ở Cần Thơ rồi. Sau đó là anh thấy mới nói là vậy thôi xuống Cà Mau chơi với anh luôn. Xuống ăn cu Cà Mau đời này nọ, ở dưới có fan ở dưới người ta làm. Cái xuống dưới đó ông bốc hai cái phòng. Tự nhiên anh nói thôi nhóm em trong phòng đông người lắm, bớt qua đây người. Em qua ngủ với anh cho vui. Em nói không, anh nói chuyện cái từ mà ăn ngủ vậy là em không chịu. Thì thà anh nói là bên kia thì đông người quá, anh qua tâm sự rồi nữa chút rồi em về được. Thôi chạy chạy qua phòng anh chơi chút cũng được. Tự nhiên đang qua uống nước bình thường thôi, muốn phun mình nước, ổng vô ổng tắm. Muốn khẳng đi là nó đi đâu hả? Đi ngủ. Đi ngủ mà nổi. Nó tôi sẽ cái ông kia thì tối nay có hai cái giường thì em nào bên kia đi anh hứa, anh nói là anh hứa là anh không có đụng chạm gì hết á. Xong rồi cái em mới nói là rồi cái ông nằm bên đây, cái ông cứ không ngủ mà ông cứ lăn qua, ông cứ lăn qua lại, ông cứ dây rồi cái ông đây nè ông ấy chứ mình nói chung là nằm ké chứ bên đây buồn mới lạnh lẽo. Cho qua nào tới chuyện thôi, hứa ôm thôi, hứa thôi đó. Anh ôm thôi, anh không có làm gì đâu, trời ơi làm lịch sự ghê sợ. Hỏi lại phép rồi. Mình thấy trời sao mình cũng tội quá. Thôi kệ anh qua nằm đi, nằm cái mấy chiếc tay để không làm gì, để không buồn cho ôm. Cái ông gác qua ông ôm. Thì nói chung là phụ nữ mà, nói chung là cũng yếu lòng đúng không? Xong rồi cái lại bùng nổ thôi. Rồi cho luôn. Bùng nổ thôi. Sau đó là em mới cứ sống khác đó là có ý trơn trọi. Xong rồi cái là em cứ hỏi bây giờ khi nào cưới anh ơi? Hả? Khi nào cưới? Có cưới không? Em bình tĩnh đi Vi ạ. Em bình tĩnh đi, anh sẽ cưới em mà, em đừng lo nhé em. Nói vậy thường thôi. Mà lúc đó là sao? Lúc đó em là tính hết trong đầu rồi đúng không? Dạ mà... thì đi xuống đó là đi hát chung mà yêu nhau mà lúc đó quen nhau mấy tháng rồi. Quen nhau mấy tháng mà chỉ có nắm tay trên xe hung hung chục thôi chứ không có làm gì đâu. Đêm đó quấn khăn là coi như quấn khăn là biết rồi, quyết định là chơi quyết tử một bữa rồi. Quyết tử đêm đó có tháo khăn luôn không? Không được là chia tay luôn. Anh nói nè, em mà không cho anh là anh chết tại chỗ liền. Con người anh bây giờ nó thấm quá rồi, nóng quá trời, anh mở qua khăn luôn nha. Bỏ khăn luôn hả? Luôn. Sau cái đêm đó thì sao, cái cảm giác em sao? Dạ thì là rất là hạnh phúc. Khi mà người có mời mình thương mà cái người mình yêu mình theo đuổi bao nhiêu lâu rồi và mình phải trách nhiệm với người này là mình phải lo cho người này. Rồi như sau vậy. Cái đó là bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Khoảng em quen anh Thái là cuối tháng 12 năm 2011, là quen được 8 tháng. 8 tháng là cưới đó. Luôn, đúng không? 8 tháng là cưới luôn đó. Ngày 8 tháng 8 2012. Rồi bây giờ nè, khui cái tật xấu của anh ấy ra đi. Ví dụ như anh đói thì anh rất là khó chịu. Khó xấu tính xấu đói. Tính đói. Tính lắm mà. Tại em bị bao tử. Lúc nào cũng nói là anh ăn dễ lắm mà em có một bữa ăn mà em cũng không làm được cái trọn vẹn ra cho anh là sao? Mà trong khi đó là em cũng đã cố gắng rồi. Mà đôi khi là anh đói bụng quá là anh muốn là lúc đó anh phải ăn liền. Phải có đồ ăn liền. Dạ đúng rồi. Với lại cái tính của anh là ảnh thường hay là ảnh không thích đợi chờ một người nào mà ảnh cho người ta đợi thì được. Em không thích tính này và ngày hôm nay em muốn anh phải thay đổi. Rồi. Tiếp tật xấu nữa đi, còn gì nữa không? Có chiều chuộng em không? Chiều chuộng, anh cũng chiều em. Chứ hồi trước anh không chiều, trước là kêu thèm trà sữa này, thèm mấy cái món mà ví dụ như là ăn vặt rồi nọ là anh kêu anh đi uống trà sữa không? Mà nghĩ sao mà tôi đi vô trà sữa uống với bà vậy Bi? Hồi xưa đổ đi nhậu. Phải cho anh làm tụ tán thôi. Rủ đi nhậu đi với ai, rủ đi uống trà sữa. Rủ à bây giờ ngon mà. Có ghen không Bi? Đang hỏi ngược lại nha. Anh cứ nói anh không ghen không mà sao mà em thấy anh có ghen chứ. Em nghĩ là yêu thương nhau ai cũng ghen gì đúng không? Nhưng mà mình tôn trọng và mình tin tưởng nhau. Chứ mình nghệ sĩ mà đi, em đi suốt mà. Nhưng mà mình không yêu thương, không tôn trọng em vợ mình, không tin tưởng vợ mình thì chắc chắn là mình sẽ hai chồng không ở nhau được. Đúng. Em có một tính xấu là biết sao là em rất là thương con. Em muốn cho con em cái gì phải chu toàn. Anh không cần em làm cái gì ngoài em chỉ lo cho con thôi được rồi. Bà nó đâu chịu vậy, bà kinh doanh có gì nghề của bà mỹ phẩm đi, kinh doanh. Em nói em không cần làm, một mình em làm đủ rồi, em chỉ lo cho hai đứa nhỏ ok là được. Em cái hay bực bội là vấn đề là con cái ăn uống rồi hay cáu gắt với bà vợ em là những đề đó thôi. Rồi bây giờ thưa Phiên Ngọc, đó cô ấy có tật xấu gì không?
Vi thì cái tính Vi rất là hiền, nghe lời, nhưng mà thật sự luôn là không thích Vi một cái là nhiều lúc nói chuyện nói không có hiểu cái cảm giác của người khác. Thôi em nói thì thôi, đừng có suy nghĩ nha. Trời ơi, nói đã, sao suy nghĩ trời. Em không muốn anh suy nghĩ, đừng có nói. Em đã nói rồi, anh này tính này nó hay suy nghĩ, em cầu toàn. Nên là mọi thứ là, mà cái gì nó không vừa lòng em một cái là em khó chịu lắm. Thứ gì nữa là công việc Vi làm là mình không có nói, nhưng mà thật sự em muốn là thời gian dành cho con nhiều hơn là công việc của Vi. Rồi bây giờ Vi mong muốn anh Thái thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh bớt nóng tính lại thôi, làm gì phải kiềm chế bản thân của mình lại. Với lại là đừng có nóng tính thôi, với lại đừng có đi trễ nữa. Em sợ anh đi như vậy gấp quá rồi, nhiều lúc lái xe lái cộ rồi, nhiều lúc đi gấp rồi kêu hối tài xế chạy muốn chết. Tài xế mà lỡ có chuyện gì thì em không biết làm sao. Chỉ mong muốn thay đổi điều đó thôi. Tại vì thực ra bây giờ là xã hội bên ngoài của mình, nhất là vấn đề mà những cái mà mình không lường được, là ví dụ như vấn đề kẹt xe mình không thể nào lường được. Thành ra bây giờ là mình cũng khó cái việc mà mình canh giờ được lắm. Thì đó là cái chuyện thôi, mình tự sắp xếp. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây á, chị là chị thấy như vậy nè. Cái việc mà em mong muốn Vi á, không cần làm việc, chỉ cần lo cho em với con, thì chị thấy cái điều đó là nếu ở thời điểm này ok, nhưng mà em phải nghĩ tới cái tương lai. Hai vợ chồng mỗi đứa đều có một cái sự nghiệp riêng rất là tốt. Tại vì đến một lúc nào đó, ví dụ thôi, mình nghệ sĩ mà, cái tuổi thọ của nghệ sĩ cũng đâu có thể nào dài hoài được. Đó, thì ví dụ như là hai đứa con của mình á, thì nó cha mẹ, nó đều phải nhờ cả cha cả mẹ. Sự nghiệp cha vững, sự nghiệp mẹ vững là con mình hưởng với ai hưởng. Chỉ có điều là em biết phân bổ cái thời gian đó thôi. Mà không phải là mình ích kỷ nữa, mình không cho vợ mình làm gì. Nhưng vấn đề là chu toàn một chút. Dạ được. Nghĩa là anh ấy ghen với công việc của em đó. Chính xác luôn. Thôi nói chung là làm sao phải gia giảm lại. Để... nói chung là cho nó hài hòa một đúng chút. Rồi. Đúng rồi. À, cảm ơn hai vợ chồng Duy Ngọc Thái và Vi. Hôm nay đã đến đây với chương trình Vợ Hồng Son để chia sẻ câu chuyện rất là vui của hai vợ chồng. Dạ. Chúc cho hai bạn luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Duy Ngọc Thái cũng thay mặt vợ chồng cũng gửi lời và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Thái và vợ Thái lên sóng để nói những gì mà hai vợ chồng chưa bao giờ nói với nhau. Và cảm ơn quá. chị Hồng Vân và anh Thuận Thuận. Em chứ. Dạ em coi thôi. Em đi uống cà phê, cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhắm hay sao. Em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về cái em mới thấy đẹp trai. Còn mà thông như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sao đứt ngộ hỉ. Dạ mỗi lần em. Mà mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, dặn lên không có đập anh, mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói. Thôi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Rồi Cường hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là. đúng Linh Đàn. Đó với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Cường, em là nhân viên dịch vụ công nghệ thông tin, em năm nay là 30 tuổi. Thế còn em? Em tên là Bảo Khánh, em là nhân viên văn phòng, dạ năm nay em 26 tuổi. Anh xin hỏi ngoài lề chút xíu. Dạ. Là hai em là đã xem chương trình Vợ Chồng Son này lần nào chưa? Dạ có. Em thích lắm á, em xem là mỗi lần mà em xem cái em thấy phấn khởi trong người lắm. Em nhìn mà mấy cặp vợ chồng mà nói chuyện với anh chị á, rồi em thấy nôn nao em muốn ngồi đây nè. Cái xong em mới đăng ký mà mới ngồi được ở đây á. Dạ nhưng mà ngồi được ở đây là phải gian nan lắm mới ngồi được. Trời ơi, gian nan lắm á, có phải là do biên tập của chương trình hành hạ em? Dạ không, do chồng em hành hạ em á. Trời ơi. Sao vậy? Dạ em chuyện này chút xíu em kể. Cảm ơn em vì em đã ngưỡng mộ chương trình này. Dạ. Để hôm nay chúng ta có được cơ duyên và hội ngộ ở đây. Mọi người cảm ơn em. Vỗ tay. Dạ. Rồi chuyên. Còn cái chuyện hành hạ thì chúng mình nói sau. Rồi bây giờ kể cho nghe câu chuyện về cuộc tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Dạ thì cách đây 5 năm á là em bị hất tình. Xong rồi em với nhỏ bạn thân của em đi chùa xong đem trên đường về cái em gặp anh này, anh chạy xe mang biển số 66 là em cũng 66 cái Đồng Tháp. Dạ đúng chính xác. Xong cái nhỏ bạn thân em á nó mới nói á, Đồng Hương mày kìa. Cái em mới nói mày tin tao chọc không? Cái nó tao thách mày đó. Em lên liền, ngay đèn xanh đèn đỏ, anh này anh đang dừng, cái em lên em nhìn qua ảnh em nói Đồng Hương nha anh. Em tính là như vậy là em đã thắng cuộc nhỏ bạn em rồi, em chạy luôn. Ai ngờ ông này cũng mê gái lắm, cũng chạy theo em hoài luôn á.
bạn này đi vượt qua em là em chạy theo luôn đó. Dạ, tại vì tự nhiên có người chọc phải chạy theo chứ. Mà lúc mình đó chọc ngược lại thôi chứ. Có đeo khẩu trang không? Dạ có. Có đeo khẩu trang. Dạ hai người đều đeo khẩu trang hết. Mà đâu ai biết được dung mạo thật của ai đúng không? Dạ không. Biết đâu chừng mở cái khẩu trang súng răng rồi sao? Dạ. Không. Em chọc anh này là do anh hồi lúc đó đó ảnh thì cũng có cơ bắp lắm, ảnh tập thể thao, mặc quần đùi, áo không ba lỗ, mình nhìn nhìn con cũng mê mê. Nhưng bây giờ là mặc lùi chứ hồi đó là dễ thương lắm. Rồi nhưng mà lúc em chạy theo thì em nói cái gì với bạn này? Em chạy theo em hỏi sao biết xong sáu cái là nhìn biển số xe là biết tại cùng quê mà. Rồi bắt đầu em chạy theo tới hết đường luôn, xin số điện thoại. Anh này ảnh nhắn tin cho em hoài luôn á chị, mà ảnh cua trắng trợn luôn á, nhắn hay sáng cũng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, mà nhắn liên tục. Tại sao anh nhắn cả tháng trời á, xong ảnh mới mời em đi uống cà phê. Cái hôm đó không biết trong người em nó làm sao, em bị gì nhẩm hay sao. em lại đồng ý đi chị. Cảm giác lần đầu tiên khi thấy mặt ảnh thì sao? Thấy bình thường à. Mà sau này cưới nhau về các em mới thấy đẹp trai. Còn bạn này thấy bạn này lần đầu tiên thì đẹp quá đúng không? Không có, vợ em lúc đầu mập lắm chứ không có đẹp như giờ đâu. Giờ là quá đẹp lắm rồi. Về với em thì mới được đẹp. À. Ý anh ấy nói là nhờ công ảnh đó nha. Ôi, nhìn thấy nhau rồi đó. Vậy thì bên nào chủ động, cua bên nào? Dạ, ảnh hẹn em đi cà phê cũng mấy lần. Rồi xong rồi cái lần đó ảnh sắp đi công tác ở Long An, cái ảnh hẹn em ra quán cà phê nữa. Cái em suy nghĩ, em nói cái anh này á, suốt ngày ảnh cứ nhắn tin mà ảnh hẹn vậy hoài, không biết chừng nào mà mình mới chịu, mới đổ. Em thấy đã phí thời gian của hai người quá, cũng tội nghiệp ảnh, phí thời gian của ảnh. Cái em mới nói với ảnh, thôi giờ hai đứa quen nhau thử một tháng đi. Em thấy em có tình cảm với ảnh thì em tiến tới, còn không thì đừng ai nấy đi, khỏi lạc nữa cho khỏe. Mà ảnh cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Ngu sao dạ. Đồng ý. Dạ, đang đủ rồi phải đồng ý chứ. Rồi sao? Trong một tháng thử thách. Dạ, trong một tháng thử thách thì rồi qua tháng thứ hai, tháng thứ ba bên đây không nói gì hết á. Em cũng không nói gì luôn, từ từ cái rồi tới yêu nhau rồi tới giờ luôn á. Rồi bây giờ kể về những câu chuyện sau nhận đi. Em vừa mới rất là hào hứng khoe rằng là chồng em đã dành hết tất cả sự yêu đương dành cho em. Vậy thì chắc chắn là khi mà cưới nhau về thì anh ấy chắc không có cái tính xấu gì đâu, đúng không? Tốt thì tốt, nhưng xấu vẫn lòi ra. Ví dụ? Hay cằn nhằn là khi mà em nói ra điều gì thay vì ảnh sẽ lắng nghe em. Không đâu, em nói ra là bác bỏ em liền. Xong rồi mới làm. Thông như ảnh thích em giận lắm. Khi mà em giận ảnh là ảnh làm việc tốt lắm. Sợ đứt ngộ hỉ. Dạ, mỗi lần em mà giận. Mỗi lần em giận nên em có động tay động chân, có đập đồ, đập đạt được không? Dạ, dặn lên không có đập anh mà dặn lên là bỏ nhà đi rồi. Đi ra bờ kè ngồi chơi vậy á. Rồi nãy em nói cái vụ gì mà chồng hành hạ em, cái vụ mà em đòi tham gia đó. Dạ, ảnh đang bức xúc cái vụ này lắm á. Em kêu là thôi đừng cởi, cởi lên em xấu hổ chết. Mà anh nói là anh lên rồi phải làm. Đúng rồi, chơi luôn em. Đó, bắt em tham gia. Thôi bây giờ em đâu, không giờ kể thì bây giờ đi. Cho ông chồng đúng kể. Đó. Có nghĩa là lúc trước cũng muốn tham gia một lần rồi. Xong rồi em năn nỉ gian xin luôn á, là vợ đừng có đăng ký cho ông xã lên đây mắc cỡ lắm. Nói ừ vậy thôi được rồi. Sau vài tuần coi này thấy thích quá, chịu không nổi nữa, bắt đầu đăng ký. Đăng ký xong đậu, cái bắt đầu nói với em này nọ. Em nói là lúc trước có nói vậy rồi, mà tại sao vợ lại tính nào là muốn làm mà làm à. Không ấy chứ, cái bắt đầu đòi đi về quê, ly dị. Nó nói em không chịu chuồn hết rồi, bắt xe về quê. Tối đó là nó là đặt khách sạn ngủ rồi, sáng mai xin nghỉ, đi về quê nói chuyện với cha mẹ, ly dị. Trời. Vậy cái chương trình mà đòi ly dị em. Ghê thiệt. Chồng tức thiệt. Vì cái chương trình này mà đòi ly dị em. Mà nói em là không thương này nọ. Chả lẽ thương vợ mà có chương trình mà không tham gia được sao mà phải. Mà biết bao nhiêu chuyện em làm hết rồi, cái gì em cũng làm, nhưng cứng đầu lắm, muốn gì là làm được cái đó thôi. Ủa nhưng mà nếu như mà ổng cương quyết ổng không tham gia thì liệu cái điều đó nó có xảy ra không? Hay là em chỉ hù ổng thôi? Em hù thôi, nhưng mà em biết anh sẽ đi tham gia cho anh không có mấy đâu nên em hù rồi. Em nói với ảnh là em xin sếp em nghỉ rồi, em đặt xe luôn rồi, thật ra em đâu có làm đâu. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, cái điều gì làm cho em thích ở cái chương trình này? Mỗi lần mà em xem á, em nhìn hai cặp vợ chồng ngồi nói chuyện với anh chị á, cái xong cái anh chị nói chuyện lại á, tự nhiên em thấy người phấn khởi mà em thích lắm. Em trong người em nó làm sao em kiềm chế không nổi luôn á. Thích nhất là cái mục nào? Ấn tượng gặp nhau hay là vạch mặt nhau hay là cái lúc mà mong muốn thay đổi? Muốn thay đổi. Vạch mặt nhau á, vui coi nó vui. Tôi bảo đảm 100 bà vợ đều thích là cái chi tiết là vạch mặt nhau. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Cường. Dạ. Hồi nãy em nói là em rất là mắc cỡ, không cảm thấy thoải mái khi lên trên này. Vậy thì hồi nãy giờ trong suốt thời gian nói chuyện với nhau, em hết cái cảm giác đó chưa? Cũng tạm tạm, có nghĩa là nếu mà nãy có một vài lon bia thì được. Có không? Em nói cho nhiều chưa? Dạ, đâu dám uống. Uống rồi đỏ mặt lên. Bây giờ không uống, nhưng mà bây giờ em đã hết cái cảm giác mà ngại ngùng này kia nọ chưa? Dạ đỡ.
Hết rồi phải không? Thấy quyết định của vợ sáng suốt chưa? Đó. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Đó, mai mốt á có con á, lớn lớn xíu cái mở YouTube lên đó. Trời nè. Đúng rồi đó, chính xác. Xưa cha con vậy nè. Xong đó cho con mình coi hồi đó cha với mẹ thời thanh xuân trẻ đẹp đến mức nào đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái vụ dạch mặt chứ, bây giờ đến dạch mặt là chồng, bây giờ ngược lại là chồng phải dạch mặt vợ. Dạ. Đó. Chồng em mà dạch mặt chắc cả đóng luôn á. Tự nhận luôn hả? Dạ chắc vậy. Nhiều không Cường? À, cũng nhiều nhưng mà nó vợ em lúc mà xiên á thì làm việc nhiều lắm, mà lúc làm biếng thì thôi chúa tể luôn. Có nghĩa là đi làm về ha, em dựng xe cái kịch đó em phải đi ra em dựng xe lại, em lấy vỏ vô, em lấy nón bảo hiểm vô, em cắt chỗ này nó về chải đầu dục chỗ đó, ví dụ như cái chỗ này để tiêu để đường đi, bữa nay dọn chỗ này bữa sau dọn để chỗ khác. Em đi vô bếp em làm đồ ăn cho ăn, em kiếm không gặp em phải hỏi hỏi bắt đầu nhằn em. Nhiều người đâu có làm đồ ăn cho vợ ăn đâu, em là người thường xuyên làm đồ ăn cho vợ ăn. Trời ơi, đi chưa? Đi chưa? Anh nhằn sao? Tính cái bộ. Mỗi lần ăn vô bếp làm đồ ăn lần nào cũng cằn nhằn dân, mốt em không làm nữa thử hết cằn nhằn. Đúng không? Ta làm cho ăn mà cằn nhằn gì. Lúc ăn thì ngon thiệt, hứng phấn khởi thiệt, nhưng mà ăn xong lại nhìn cái bếp nó mệt. Chứ đóng đồ mà mình phải gũa mình mệt, phải chỉ ăn xong đụng gũa thì nó khỏe. Ồ, giờ hết cằn nhằn rồi đó, giờ hết cằn nhằn liền. Rồi, còn gì nữa không? Chạy xe ẩu, kinh khủng ẩu. Ví dụ như trong khoảng đường đó em chạy 30 phút là vợ em là chạy chừng 15 phút. Trời anh. Đi như ảnh mệt lắm, em chạy khuôn người như ông già á. Thì từ nha. Từ xa mà ha, mà nhìn thấy đèn xanh là mà còn mấy mười chừng cả chục giây mà ảnh bắt đầu hạ ga đó, chị coi tức không? Em đi với ảnh làm hai cửa lộn như đó lắm. Mình tới đèn cam hay gì mình dừng rồi cũng được, mới đèn xanh mà ảnh sợ chạy tới đó là đèn cam nên ảnh chạy nhanh chậm. Hơn thì cũng không làm được gì, em chạy từ từ thôi. Cẩn thận đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Hết rồi. Có nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng có, nhưng mà bực bội nhất là ngắt nhéo. Thà là lợi quýnh cách bóp thì em chịu được, lợi ngắt nhéo một cái em chịu khó chịu. Trời em sẽ la lên. Nhưng mà quýnh đâu có đã đâu. Như giờ anh có thuận nè, anh có thuận ngồi cái ngay đây, anh có thuận có cục mỡ không? Thôi em tự nhiên em dạch mặt anh em. Tại đó em dạch mặt chồng em được rồi. Thôi em dạch mặt chồng em đi. Giờ anh ngồi á, có cục mỡ ở đây nè, nó bóp đã lắm. Bây giờ mình quýnh đâu có đã, bóp vô cái chỗ nó đã dễ sợ luôn. Chứ ở dưới đây nè chị, mình ngắt nó. Tao rồi. Trời dã man thiệt. Đau lắm. Em thích thiệt mà. Tôi bị ngắt rồi. Dạ, thà là quýnh đi em chịu được chứ ngắt nhéo. Mà em cọc tính lắm, ngắt là la cái là giận. Là mỗi lần giận là em là 90% là em đi năn nỉ không à. Anh làm em bị tổn thương. Tại vì lúc đó là em gì? Đang vui vẻ, em đang muốn dạ đúng rồi, em đang cưng ảnh mà tự nhiên anh kêu ôi vợ biết tao hả? Làm gì đó làm em giống như em bị quê vậy chị. Tổn thương là em chứ đau. Em này là tổn thương lòng, còn này là tổn thương về thể xác. Tổn thương lòng. Rồi bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì em muốn vợ em dặn nhau đừng đi khỏi nhà nữa, ở lại giải quyết mọi chuyện. Đi ra ngoài mới quề nhau được, ở nhà đâu quề đâu. Trời ơi. Dạ đi ra ngoài anh thấy anh năn nỉ em mới quề, chứ em ở nhà hai cái mặt một đống không ai nói chuyện ai tao quề đâu. Trời ơi. Em đi mà ảnh biết chỗ nên ảnh sẽ đi kiếm, chứ em đâu đi chỗ bậy đâu. Tại vì lúc đó em cũng ghét lắm. Em mà giận ảnh lên giường anh nằm á, em lên giường em nằm chứ xong anh năn nỉ. Thì năn nỉ thì phải kiên nhẫn, lúc mình đang giận thì cứ lắc tắt người em, cái em không chịu, đẩy ra. Cái bắt đầu cái ảnh làm thôi mà ảnh nhắm mà không được rồi anh bỏ cuộc. Xay qua trằn trọc hay nằm ghét tay lên chén rồi này kia, giống như là căng thẳng lắm. Hơi em từ khoảng 5 phút xanh đi ngấy khọ. Mà không, tự nhiên mình cảm thấy mình bị tổn thương rồi. Chứ năn nỉ không mình, được em ngủ, tại vì em năn nỉ tiếp. Anh hiểu cái tâm lý của em là mình sẽ nghĩ ôi ảnh sẽ trằn trọc và ảnh sẽ không ngủ thâu đêm suốt sáng đúng không? Đúng rồi, phải nghĩ sao vợ mình buồn như vậy này, cứ ai ngồi ngủ khò khò, tủi thân dễ sợ luôn. Tổn thương từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng nọ qua tháng kia. Rồi, còn gì? Hiện tại là em có hai điều mà mong muốn ảnh thay đổi nhất luôn. Là cái điều thứ nhất là ảnh ra đường, ảnh chạy xe, ảnh phải hiền dịu lại. Khi mà người ta lỡ quẹt ảnh một cái, hay là người ta bất kèn nhiều, hay người ta chặn đầu xe ảnh, tháo khẩu trang ra, kênh liền. Vậy nè, kênh xuống kênh, không đâu bất kèn, tin chạy qua người ta mà còn quay lại kênh người ta ăn cái nữa mới chịu. Em sợ lắm, lỡ anh có chuyện gì làm sao. Em hiện tại ảnh là cuộc sống của em mà, ảnh phải biết suy nghĩ. Cái thứ hai là về nhà đừng cầm điện thoại nhiều nữa. Em mắc cười thiệt, cầm điện thoại lên chơi thì được, nhưng mà em cầm lên chơi trước là sẽ nói em mày cầm lên trước là không sao, chứ nào để vợ chơi cầm được cầm lấy cho em cầm, còn nếu mà không cầm là em không được cầm cái điện thoại kỳ á. Mà trong khi đó em là dân công nghệ thông tin, em thích phải coi chứ dọc máy rồi đó được không, cả ngày dọc trong công ty rồi về nhà rồi vợ cũng dọc đi dọc cũng gì.
Em có hiểu, nhưng mà cái ngôn ngữ mình nó rất là phong phú. Và tôi rất là thích cái chuyện mà bạn vừa hớ rồi, đúng không? Cái gì đâu, rất hay, rất đáng yêu, phải không nào? Rồi còn gì nữa nè? Dạ hai đó mong muốn nhất là anh giờ làm trước thì em hai đó đi mà em biết được không nữa. Rồi bây giờ kêu hứa với em đi. Hứa đi. Có anh chị chứ có mọi người hứa với em mới được. Ở Cường, hứa đi em. Lúc trước có hứa rồi nhưng mà không tin. Nhưng mà thôi giờ sẵn rồi em hứa đâu luôn. Đâu có làm được đâu mà tin. Là đúng đúng nên đàng hoàng hứa giống như là tuyên thệ được. Ngại quá. Ai biểu lên đi trình chi. Tại vì các bạn này nó lãng mạn. Lãng mạn. Anh nói chứ nghiêm túc hứa là làm được nghe trời. Không phải hứa luôn đâu nha. Chồng hứa là ra đường bớt nóng tính như dẹp luôn trong cái bớt. bỏ luôn như bớt chơi điện thoại lại nhưng mà có máy tính để xài tại vì công việc thầy làm việc có kiếm tiền thì chịu nhưng mà đừng có chơi điện thoại. Đó rồi hứa rồi bây giờ ôm nhau cái đi chưa vợ phải hứa chồng chứ chồng mong muốn vợ thay đổi nãy đó. Dạ thì nói chung là nếu như mà ông xã muốn vợ không đi nữa thì khi giận nhau thì ông xã phải chịu khó năn nỉ vợ đi thì vợ mới không đi nữa. Thì như vậy mới hứa được, hứa thì kiên trì đi, hứa nha. Gài thế luôn, gài thế luôn. Rồi vậy giờ tự hứa đi. Dạ. Dạ vậy thì em hứa là khi giận em sẽ không đi nữa, em sẽ vui vẻ với anh. Còn chạy xe ẩu nữa, cái đó mới quan trọng. Đó, nói luôn. Có cái đó mình hứa đợi hứa hoài vậy á. Cái chạy xe ẩu quan trọng luôn. Thầy hứa nha. Coi như quề bên đây mà không chạy xe ẩu thì bên đây sẽ quất lộn bớt nóng lại. Ok luôn. Rồi ok. Chạy xe mỗi lần mà chạy xe nhanh sẽ nghĩ đến xã, mỗi lần xe ra đường sẽ nóng sẽ nghĩ đến vợ. Rồi nha. Rồi thề. Lên rồi. Rồi ok, cảm ơn anh bạn. Cảm ơn dạ em cảm ơn anh chị.